Tôi là Danny Nguyễn. Thời gian vừa qua, Danny và ekip đã thực hiện rất nhiều shot hình thời trang ấn tượng tại Vĩnh Hy. Video lần này là một trong những video ghi lại quá trình tác nghiệp của toàn bộ ekip. Trên đây Danny có hai hệ thống trigger, một cái là một cái đèn Sony F45 AM. Đèn này sử dụng để điều khiển cái đèn Speedlight F60 được gắn ở trên cái con flycam mà các bạn đã thấy. Thứ nhất là cái đèn Speedlight nhỏ gọn có thể gắn được lên flycam và có thể đặt ở vị trí mà bình thường người không thể đứng mà đặt chân đèn được. Nhưng ngoài ra Danny cần một cái đèn ngược rất là mạnh từ đằng xa, cho nên Danny phải sử dụng một cái đèn flash chạy bằng pin 600W đặt ở phía bên tay phải của người mẫu, cho nên phải dùng hệ thống thứ hai ở trên đây và tín hiệu được truyền lên hết trên đây. Khi mà cả hai đèn tuy là hai khác hệ thống nhưng mà đều nhảy cùng một lúc. Tùy mỗi thời điểm mặt trời càng mọc lên mọc xuống mà Danny phải gia giảm giữa ISO. Tại vì lúc đầu tiên thì phải bắt đầu từ ISO 400, nhưng sau đó khi bắt đầu đã sáng hơn một xíu thì phải giảm từ 200. Danny cũng đang phải, lúc đó cũng phải suy nghĩ rất là nhiều giữa một cái tốc độ nào đó cho ra hình ảnh đẹp, cái mịn màng của cái nước, tuy nhiên là người mẫu sẽ bị mờ, cho nên lúc đó là cũng phải đưa quyết định rất là nhanh coi nên xài như thế nào. So với những cái bộ hình trước đây mà Loan từng tham gia thì đây là cái bộ hình mà Loan đánh giá rất cao cái sự đầu tư của ekip, bởi vì là chỉ với một cái pose dáng, một cái bức hình thôi thì ekip phải kỳ công dậy nào là từ 3 giờ sáng make up này, rồi là cả một ngày để rehearsal này, rồi sau đó là set đèn để chờ ánh mặt trời lên. Thì những cái khoảnh khắc như thế rất là có giá trị bởi vì nó là cả một cái sự đầu tư công phu, nên Loan đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp của ekip lần này. Thank you.
Tuy tất cả các kế hoạch, các phương án dự tính chuẩn bị cho photoshoot đã được ekip thực hiện tốt nhất, nhưng có thể nói người tính không bằng trời tính. Danny và cả ekip đã mong chờ một cơn gió thật mạnh đẩy nước tràn lên các mảng thạch trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi mặt trời mọc. Và cuối cùng điều đó đã không xảy ra. Và đây có thể nói là điểm đáng tiếc nhất vì Danny đã không có thể tái hiện được hình ảnh trong đầu của mình. Rồi, đẹp nha. Hành trình chụp hình thời trang tại hang rái của Danny đã kết thúc. Để theo dõi các clip hậu trường cũng như các clip chia sẻ về kiến thức chụp ảnh khác, hãy click vào link bên đây và đừng quên sub channel của Danny để khi mỗi khi có clip mới đều YouTube sẽ thông báo cho bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.